chị bái ủ sứ thiên ngày ba trăm năm mươi hãy nghe và nhắc lại cách nói chị thì dây nướng này cũng rất ngon đấy chị chơi khảo nháng rầu khái mãi khảo trưng ạ chịa rửa khảo nháng 肉还蛮好吃的，姐，这烤羊肉还蛮好吃的，姐，这烤羊肉还蛮好吃的。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Thuận theo con đường này. Xuân trở tháo Trừ giấy cao gót. Chú lờ cao cân xía. Hy vọng. 希望. vọng. Chất liệu vải sờ lên. Miền Lèo mua chỉ lái. Liệu có trông béo hay không? Liệu có vẻ béo hay không? Khuẩy bú khuẩy chán phẳng. Sẽ có vẻ chân ngắn. Khuẩy chán thuế toán. Trên mắc viết là bao nhiêu tiền? 标签上写的是多少钱？圈灯乐跳，专心挑，逮兔快，大收获。我找您三百，千，还，要，送您，给，我，找，您，三十，万。 đã học mấy năm tiếng Trung rồi. Xuế là Đi từ từ thôi. Màn dẫu. Quán đồ nướng. Sao khảo tiền. Chậm. Màn. Yên tâm xin xem lại xem, Giải khẳng khẳng. năm linh hai nghìn nguyên văn là năm mươi vạn hai nghìn, 50 ,000, 2 ,000. Vàng, 2 tuần. đủ chưa, đủ chưa đủ chưa Câu là mấy chưa Buôn bán tốt nhé? khó mãi lần sau lại đến xa xứ giải lái